kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Thưa quý vị, nhà hát Crocus đã biến thành đống đổ nát sau vụ tấn công. Các hình ảnh được đăng tải cho thấy cảnh tượng đổ nát, mảnh vỡ vương vãi khắp khu vực bên trong và bên ngoài sảnh của nhà hát. Một số khu vực bị cháy đen, khói vẫn còn bốc lên. Những người sống sót sau đó đã kể lại sự ám ảnh khủng khiếp khi họ may mắn sống sót trong vụ tấn công kinh hoàng trên. Nhà hát Crocus đã biến thành đống đổ nát sau vụ tấn công trong khi người dân trên khắp nước Nga đặt hoa, gấu bông để tưởng niệm nạn nhân vụ tấn công. Tầng trên của tòa nhà hát Krokus City Hall tại Krasnogo, ngoại ô Moscow, gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Các hình ảnh do hãng tin RT đăng tải cho thấy cảnh tượng đổ nát, mảnh vỡ vương vãi khắp khu vực bên trong hội trường và sảnh của nhà hát trong khu phức hợp mua sắm giải trí Krokus City. Một số khu vực bị cháy đen, khói vẫn còn bốc lên. Trong khi đó, thống đốc vùng Moscow Andrei Vropiov cho biết một phần mái của khu phức hợp đã bị sập xuống do ảnh hưởng của hỏa hoạn đến sáng nay ngọn lửa về cơ bản đã được khống chế chỉ còn một vài khu vực nhỏ vẫn âm ỉ cháy ông cho hay lực lượng cứu hộ đang tiếp tục dọn dẹp các mảnh vỡ dập tắt đám cháy và đã có thể tiếp cận khán phòng nơi hỏa hoạn nghiêm trọng nhất hàng chục xe cứu hỏa và xe cứu thương đã được điều động tới hiện trường một nữ nạn nhân cho biết cô đã may mắn sống sót nhờ giải chết ban đầu những kẻ tấn công phát hiện cô và một số người khác nhưng khi nghĩ rằng tất cả đã thiệt mạng chúng nhanh chóng xả súng về phía những người đang tháo chạy. Khi ngọn lửa bùng lên trong tòa nhà, cô cố bỏ về phía gần cửa để tránh bị ngạt. Sau vài phút, cô có thể bò từ lối ra nhưng vẫn bị bỏng. Một nhân chứng khác cho biết vụ tấn công xảy ra ngay trước chương trình biểu diễn. Sau khi một nhân viên bảo vệ hướng dẫn các nạn nhân vào một căn phòng nơi có các bình nước hoặc bình chữa cháy, có khoảng 50 người ở đó, họ đã tự cứu mình bằng cách làm ướt quần áo, lấy vải ướt che mũi và miệng, ngồi xuống sàn, càng thấp càng tốt và cố gắng phá những cánh cửa phía sau sau đó lực lượng cứu hộ đã có mặt, phá cửa và đưa mọi người ra ngoài. Theo các điều tra viên Nga, những kẻ tấn công đã tẩm xăng vào màn sân khấu và ghế ngồi rồi châm lửa đốt, khiến đám cháy bùng lên dữ dội, bao trùm nhà hát Crocus City Hall khi mọi người vẫn mắc kẹt bên trong. Phần lớn mái của nhà hát sập xuống, chôn vùi nhiều nạn nhân bên dưới. Các hàng ghế ngồi trong nhà hát gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Đây là nơi nhiều nạn nhân đã ẩn nấp khi nhóm tấn công nổ súng bừa bãi vào khán giả đến xem buổi biểu diễn ở nhà hát lực lượng hành pháp đã phải liên tục vận chuyển nhiều túi đựng thi thể khỏi nhà hát để đưa ra xe chở xác. Vụ tấn công nhà hát Krokus City Hall gợi nhớ lại cuộc tấn công nhà hát Dubrovka ở Moscow năm 2002. Các chiến binh ly khai trước nhà khi đó đã bắt 912 người làm con tin để yêu cầu quân đội Nga rút khỏi Bắc Cáp Cát. Cuộc đụng độ giữa lực lượng đặc nhiệm Nga và các chiến binh trong nhà hát khiến hàng trăm người thiệt mạng. Reuters dẫn nguồn tin từ quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Washington có thông tin tình báo phiến quân IS đứng sau vụ tấn công kinh hoàng vào trung tâm thương mại Crocus ở ngoại ô Moscow tối 22 tháng 3. Nguồn tin này nói thêm, nhà nước hồi giáo Khorasan tự xưng ISISK ở Afghanistan là thủ phạm đứng sau vụ tấn công và chúng vốn được biết tới với các hoạt động tấn công tàn bạo ở nhiều nước Trung Á như Iran, Turkmenistan và Afghanistan. Vụ tấn công vào trung tâm thương mại Crocus ở Moscow là hành động chưa từng có tiền lệ của ISISK nói riêng và cả phiến quân IS nói chung, ngay cả thời điểm tổ chức khủng bố này phát triển mạnh nhất. Theo một số chuyên gia, vụ tấn công ở Krokus thể hiện sự phản đối của ISISK đối với các chính sách của Điện Kremlin trong những năm gần đây, trong đó có thể kể tới việc Moscow thực hiện chiến dịch chống khủng bố ở Syria. Động thái IS ngay lập tức thừa nhận vai trò trong vụ tấn công kinh hoàng ở Moscow được nhiều chuyên gia đánh giá là bất ngờ bên cạnh việc Mỹ khẳng định không có lý do gì để nghi ngờ phát ngôn của tổ chức này. Các phân tích lý do của cuộc tấn công này được đưa ra vẫn chưa thể lý giải hoàn toàn động cơ của phân tử cực đoan này tại Nga. Khi gần đây, các chuyển biến của IS ở khu vực đều chủ yếu liên quan đến hoạt động quân sự của Mỹ và phương Tây. Theo nguồn tin của Reuters, nguồn lực của ISISK đã suy yếu đáng kể từ sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan năm 2021. Tuy nhiên, nhóm này vẫn thực hiện các cuộc tấn công trong và ngoài Afghanistan thời gian gần đây. Đầu tháng 3, Bộ chỉ huy quân sự Mỹ ở Trung Đông cho biết ISISK có thể tấn công các lợi ích của Mỹ và phương Tây bên ngoài Afghanistan trong vòng 6 tháng tới nhưng không công bố thông tin cụ thể. Đến giữa tháng 3, đại sứ quán Mỹ tại Nga đưa cảnh báo công dân nước này nên tránh xa các địa điểm tập trung đông người tại khu vực Moscow vì họ có thông tin sẽ có một vụ tấn công lớn vào thủ đô nước Nga. Thông báo của Đại sứ quán Mỹ tại Moscow cho biết đang có báo cáo cho thấy những kẻ cực đoan sắp có kế hoạch nhắm mục tiêu vào các cuộc tụ tập đông người ở Moscow, bao gồm cả các buổi hòa nhạc. Đại sứ quán cảnh báo công dân Mỹ tránh tụ tập đông người. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, Adrian Watson cho biết, chính phủ nước này đã có thông tin về một cuộc tấn công khủng khiếp được lên kế hoạch ở Moscow, có khả năng nhắm mục tiêu vào các cuộc tụ tập lớn bao gồm cả các buổi hòa nhạc. Đây là điều khiến Bộ Ngoại giao đưa ra khuyến cáo Bà Watson cho biết chính phủ Mỹ cũng đã chia sẻ thông tin này với Nga theo đúng chính sách nghĩa vụ cảnh báo lâu đời của mình. Theo hãng tin RIA Novosti, chỉ riêng trong tháng 3, chính quyền Nga đã ngăn chặn một số vụ việc liên quan đến IS. Vào ngày 3 tháng 3, RIA đưa tin rằng 6 thành viên ISIS đã thiệt mạng trong một chiến dịch chống lại các phần tử cực đoan ở Ingush, Karabulak. Mùa hè năm 2002, các tay súng Chechnya đã lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn trên lãnh thổ nước Nga. Quyết định này hậu thuẫn bởi tổ chức khủng bố Cộng hòa Chechnya Ikeria do Aslan Maskhadov cầm đầu. Thực tế, lãnh thổ Chechnya khi đó đã nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng liên bang, nên các tay súng Chechnya hy vọng nếu tiến hành thành công một cuộc tấn công quy mô lớn thì sẽ được cộng đồng quốc tế công nhận và đạt được một thỏa thuận mới với Moscow. Do đó, Kế hoạch thực hiện cuộc khủng bố cũng được nhóm Chechnya chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, tỉ mỉ. Chúng tuyển chọn người vào tổ chức là các đối tượng độ tuổi từ 16 đến 48, bất kể giới tính, có thù hằn với chính quyền và sẵn sàng đánh bom cảm tử. Nhóm khủng bố đã thuê một số căn hộ độc lập ở Moscow để sinh sống. Chúng được lệnh sử dụng các phương tiện khác nhau và phân chia theo tổ để tránh sự phát hiện của lực lượng an ninh. Trong quá trình vận chuyển vũ khí và chất nổ về thủ đô, những tên khủng bố ngụy trang hàng nóng rất khéo trên các xe ô tô chở hoa quả. Đến Moscow, chúng thuê hẳn một gara ở quận Butiski, bí mật làm kho lưu trữ. Trong khi đó, các trinh sát của nhóm được giao nhiệm vụ tìm kiếm địa điểm thích hợp, đông người và có an ninh lỏng lẻo để thực hiện cuộc tấn công. Nhóm ban đầu chọn nhà hát Bonsoi làm mục tiêu vì trước mặt có quảng trường rộng, tạo lợi thế quan sát cho nhóm. Tuy nhiên, chúng nhanh chóng phát hiện phía dưới nhà hát Bonsoi có tầng hầm và các căn phòng phụ trợ với lối lưu thông. Qua đó, đặc nhiệm Nga dễ dàng đột nhập vào bên trong và tiêu diệt chúng một cách bất ngờ. Cuối cùng, chúng quyết định chọn nhà hát Dubrovka, nơi khi đó đang trình bày vở Nogos làm mục tiêu tấn công. Đúng 21 giờ 5 phút ngày 23 tháng 10 năm 2002, ba chiếc ô tô chở theo nhóm chạy theo hướng đến nhà hát Dubrovka trên đường Menikova. 42 người đàn ông và phụ nữ được trang bị vũ khí tiến vào trong nhà hát và bắt tất cả mọi người có mặt làm con tin, cả khán giả và các diễn viên. Lúc này trong nhà hát có 916 người, trong đó có khoảng 100 trẻ em. Những kẻ khủng bố nhanh chóng phát đi thông báo, yêu cầu tất cả mọi người trong khán phòng ngồi yên tại chỗ. Chúng yêu cầu con tin phải tuân thủ các quy định chúng đưa ra. Theo chia sẻ sau sự việc từ các con tin được giải thoát, các tay súng gài thuốc nổ khắp các lối ra vào tòa nhà. Những quả bom khi đó được cài đặt rất chuyên nghiệp và ở những vị trí khó phát hiện nhất. Trong khi đó, các nữ chiến binh cảm tử, gai đầy chất nổ trên người được giao nhiệm vụ ngồi xen kẽ những con tin. Cảnh sát có mặt tại hiện trường khoảng 30 phút sau đó, nhiều cuộc đàm phán đã diễn ra, song tình hình không tiến triển. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn với các con tin khi hai cô gái yêu cầu được sử dụng nhà vệ sinh rồi trèo qua cửa sổ xuống đường bỏ trốn. Những kẻ khủng bố phát hiện và bắn đuổi theo sau, buộc một trong những người lính đặc nhiệm đã bắn trả để yểm trợ, một người lính đã bị trúng đạn và bị thương nặng. Các con tin kể lại, sau vụ tẩu thoát đó, nhóm trở nên liều lĩnh hơn và tuyên bố thẳng với các con tin rằng họ rất có thể sẽ chết cùng nhau. Các con tin phải chịu cảnh không nước uống và thức ăn, thậm chí còn bị đe dọa hành quyết. Sau nhiều lần đàm phán bất thành, nhà chức trách Nga đã bác bỏ các yêu sách của những tay súng Chechnya và quyết định lệnh cho các lực lượng đặc nhiệm hành động khẩn cấp, tiến hành bao vây và tấn công đột kích tòa nhà từ mái cùng mọi cửa ra vào nhằm giải cứu con tin. Cuộc tấn công bắt đầu với những tiếng súng và tiếng nổ vọng ra từ bên trong nhà hát. Vì không có bất kỳ một cơ quan truyền thông nào được có mặt, chuỗi sự kiện xảy ra không rõ ràng và phần lớn chỉ dựa vào những lời kể khác nhau từ phía các nhân chứng. Trước khi đột nhập vào bên trong nhà hát, thông qua các lỗ thông gió, lực lượng đặc nhiệm Nga đã bơm vào bên trong một loại khí làm tê liệt thần kinh và tiêu diệt các tay súng. Các con tin cũng kể lại rằng một số người đã ngủ thiếp đi và những tên khủng bố bắt đầu đeo mặt nạ phòng độc, sẵn sàng cho một cuộc phản công. Cuối cùng, một cuộc đấu súng giữa những kẻ khủng bố Chechnya và các lực lượng an ninh Nga trong thính phòng, những con tin ở giữa hai làn đạn. Lực lượng đặc biệt Nga nhanh chóng làm chủ tình hình và tiêu diệt các tay súng, thu giữ hàng chục khẩu súng, vật liệu nổ và vô hiệu hóa nhiều quả bom gài trong tòa nhà. Lúc 6 giờ 30 phút ngày 26 tháng 10 năm 2002, Cơ quan An ninh Nga ra thông báo nhiệm vụ giải cứu nhà hát Dubrovka hoàn tất và thủ lĩnh Mopsa Baraev đã bị tiêu diệt. Hơn 800 người được giải cứu thành công nhưng cũng có tới 129 người không may mắn. Vài giờ sau vụ tấn công, các nhà chức trách Nga tuyên bố lực lượng đặc nhiệm đã tiêu diệt 40 tay súng khủng bố. Tổng thống Nga Vladimir Putin lúc đó đã lên tiếng ca ngợi lực lượng đặc biệt của Nga đã hoàn thành một nhiệm vụ gần như bất khả, cứu thoát hàng trăm, hàng trăm người, đồng thời lên tiếng xin lỗi vì những điều chưa làm được để có thể cứu thoát thêm nhiều con tin khác. Hơn 20 năm trôi qua, khi những ký ức về thảm kịch kinh hoàng tại nhà hát Dubrovka vẫn chưa thể phai mờ trong tâm trí của người dân Nga nói chung và thủ đô Moscow nói riêng.